Thưa chú Sáu, thì mình có ý tưởng này từ khi nào hả chú Sáu? Dạ cũng lâu rồi. Mình thời gian trước mình đi làm cầu treo đó. Dạ. Thì khi mình sáng tạo cái cầu treo đầu tiên thì nó ở gần đây nè. Dạ. Cầu đó dở đem đi cho anh ta rồi. Năm 95. Dạ. Thì sau đó thì mình làm tới năm 17 mình mới nghỉ. Là 3 năm sau đó thì mình đi làm cho chương trình Nhịp Cầu Ước Mơ đó. Dạ. Thì có đi lại phục vụ cho xây dựng cho 12 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Thành thử ra thì thời gian đó thì mình đi lại mà theo liên tỉnh đó. Rồi tỉnh này làm cây, tỉnh kia làm cây đó. Rồi thành ra là mình đi bằng xe hai bánh đi theo cái công trình đó thì nó rất là vất vả. Dạ, cái giai đoạn đầu thì chú Sáu làm bên cầu ha. Dạ, dạ. Sau này mình sao có dự định mình làm chiếc tàu này hả chú Sáu? Dạ, thì năm 2004 đó thì mình được chứng nhận sáng tạo cây cầu treo. Đầu tiên ở An Giang. Rồi thời gian đó mình đi làm 12 tỉnh đó thì đi xe hai bánh đó, đi tỉnh này sang tỉnh nọ, rồi có khi mình đi công việc nó giáp 12 tỉnh luôn. Yeah. Đi liên tục đó, thành ra thì có những khi mình buồn ngủ trên đường mà thấy nó nhiều khi nó thấy nguy hiểm vất vả là một, rồi hay nữa là thấy là nhiều khi nó đi gấp quá nó sợ nguy hiểm tai nạn giao thông đường bộ. Yeah. Thì từ đó mình mới suy nghĩ là mình muốn làm cái phương tiện cao tốc để đi lại cái đường thủy cho nó an toàn giao thông đường bộ hơn. Yeah. Tốt hơn cái giao thông đường bộ. Yeah. Ra là mình mới nghiên cứu mình làm cái tàu này. Yeah. Thì cho con hỏi trong quá trình mình nghiên cứu gì đó ông Sáu? Yeah. Mình bắt đầu từ lúc mình lên ý tưởng và những cái bước thực hành nó khó khăn ra sao ông Sáu, kể lại cái quy trình. Dạ thì mình mơ ước cũng trước đó cũng lâu rồi, nhưng mà sau năm 17 này thì mình ngưng làm cái chương trình Nhịp Cầu Ước Mơ lại. Yeah. Rồi cũng rảnh rỗi thời gian rồi cái mới tìm đi làm đồ này kia để mà kiếm tiền để mà tạo cái vốn để mà làm cái phương tiện này nè. Thì thật ra thì mình vẽ cái mô hình đầu tiên mà. Yeah. Thì cũng rất là khó khăn về vấn đề kỹ thuật, mà chỉ là mình vẽ bằng tay thôi, bằng thước bằng tay thôi chứ vì mình không có trình độ mà. Yeah. Thành ra là không có thể là mình vẽ trên máy đồ này kia thì nó cũng gặp nhiều cái khó khăn, nhưng mà cũng hoàn thành được, là cũng không có cái gì trở ngại, mà khó khăn gì vẫn vượt qua hết. Yeah. Thì chiếc tàu này chú Sáu làm cái ước tính khoảng bao nhiêu tiền hả chú Sáu? Thì trên dưới thì bị mua cái máy mắc đó, thành ra là nó khoảng 250 triệu. Cái máy bị cấp đó mua tới 101. Yeah. Rồi cái hộp số nó thì mua máy xe đó. Yeah. Mua hộp số thủy lợi mới 18-20 triệu nữa thì nó ra 130 rồi. Yeah. Trong cái thời gian mà chú Sáu chế với tàu, cái thời gian nó khoảng mấy tháng chứ sao? Thì theo đúng ra thì mình làm thẳng ra thì cũng khoảng cỡ chừng 6 tháng trở lại chứ không có dài nữa. Yeah. Nhưng mà bởi vì làm thời gian rồi cái hết tiền thì mất dừng lại đi làm mướn. Yeah. Đi mà lấy phương tiện này là đi làm cầu hay là làm cống gì đó, các công việc nào người ta kêu có tiền cái mình đi làm, về đủ. Yeah. Tiền cái bắt đầu mới làm tiếp. Thành ra nó lâu khoảng là hơn một năm. Yeah. Cỡ 1-3 tháng gì đó. Thì, sao cái ước tính của cái chiếc thuyền mình đó là bao nhiêu tấn? Dạ, cái này thì mình không có tính tấn, nhưng mà mình thiết kế thì bề dài nó 11 mét, rộng giữa khoảng 1.6 m. Thì mình tính là mình vẽ cho nó được chiều dài đó, cho nó tính ra hai hàng ghế mà cho nó đủ 16 ghế đó. Mới đầu thì mình tính là làm 16 ghế là nó đủ cái đoạn dài 18 cái ghế là nó nhân đôi là 16. Yeah. Nhưng mà ngay cái chỗ mà cái ghế mà chỗ mình tài công đó thì
Rồi thấy nó sợ nó hẹp đi rồi thành ra mình làm chiếc lại một cái thành dạ. còn 15 cái à. Vậy là sức chứa nó 15 người. Dạ 15 ghế. Dạ đi lại. Dạ, 15 thì chiếc tàu này chú Sáu làm bằng cái vật liệu gì trên tàu hả chú Sáu? Dạ, thì nguyên liệu bằng composite. Rồi có kết hợp với thép ứng lực thép cộng 5 ly đó. Thì có hình chia lại cho mấy của mấy anh công ty mà bê tông đi tâm An Giang á. Dạ. Mấy ảnh hồi đó lấy trụ cột của mấy ảnh đi làm cầu đó. Dạ. Thành ra mấy ảnh cũng mến mộ mình thì cái nhu cầu mấy ảnh chia lại. Dạ. Chứ còn dạ ông Sáu ơi, cái món đồ mắc nhất trên chiếc tàu này là món đồ nào ông Sáu? Thực ra thì mắc là cái máy. Ừ. Cái máy mình mua cái máy Isuzu mà nó thuộc về cái phát thùng phát điện đó. Thành ra nó còn mới 9 mấy % đó. Mình thử ra thì nó hơi đắt giá. 100 mấy triệu đó. Thưa chú Sáu thì chú Sáu cho biết cái này là cái tàu sao con nhìn giống chiếc máy bay quá chú Sáu. Dạ thì cái mô hình là mình vẽ theo cái giống như cái mô hình thủy phi cơ. Dạ. Tại vì năm 2000 đó mình có đi Hà Nội thì có đi lên máy bay đó. Ừ. Rồi cái mình thấy cái mô hình máy bay nó đẹp quá đi. Rồi thành ra là mình muốn đem về quê hương An Giang mình là có những cái mô hình mà giống tương tự máy bay vậy để nó chạy dưới sông rồi này kia cho có những cái lạ cho nó vui. Thì chú Sáu đã chế một chiếc tàu nữa thành công rồi, sau này chú Sáu có ý định mình chế một chiếc máy bay cỡ như thế này nữa không chứ? Dạ thì cái đó thì thật ra thì cái ước mơ mà vượt không gian thì là những người sáng tạo là nó có ước mơ hết á. Nhưng mà quan trọng cái là vốn đầu tư mình nghèo khó rồi, nông dân mà. Yeah. Đâu có vốn đầu tư đâu mà làm mấy những cái ý tưởng đó được. Nhưng mà có một cái là mình có cái ý nghĩ là cũng làm cái tàu, nhưng mà mình đó là có thể là mình vượt ra khơi được. Yeah. Là có thể là mình chế gọn nhỏ hơn mà mình làm cái phương tiện cá nhân để mà lưu thông trên mặt biển rồi kia đó, mà không sợ mưa bão đó, thì mình có suy nghĩ tới đó. Dạ thì cái tàu này nó ước tính vận tốc nó khoảng bao nhiêu hả chú Sáu? Dạ vận tốc nó đi nhanh nhất á. Vận tốc á thì thật ra thì nó phụ thuộc vào cái động cơ. Cái động cơ mình hiện nay đó thì cái máy này thì mình so sánh thì cỡ 130 ngựa trở lại hả. Dạ. Mà cái máy đời heo điện đó thì cái máy phát điện mà công ty nó lắp cho cái đẩy con heo mà để đưa vô phát điện đó thì con heo nó không có nặng ký. Dạ. Đó mình thử ra thì công sức nó có thể là phát không có được 130 nữa. Nó có chục bô là ra 160 nhưng mà người ta nói không có chục bô là cỡ 130. Dạ. Nhưng mà mình nghĩ là nó phát chừng 100 ngựa vậy. Dạ. Thành ra là chạy hiện giờ đó thì khoảng 40 km/h trở lại chứ không có lên nữa, không lên nổi. Thì ông Sáu ơi, theo con nghĩ thì những cái người có ý tưởng như ông Sáu thì thường hay gia đình này kia người ta phản đối không? Ta có thuận theo ý mình không? Dạ thì cũng hợp tình hợp lý là mình làm mình cái vốn mình cũng tự lo. Ừ. Rồi mình vợ con rồi kia thì cũng mà thuận vui lòng chứ không có gì. Ừ. Rồi bây giờ ông Sáu dẫn đến đây đi tham quan với bà con cái thuyền này ha. Dạ dạ. Cảm ơn mình ước mơ của ông Sáu. Dạ dạ. Chúc thì ông Sáu cái này mình chạy bằng cái có chiến dịch không hay là hơi nước không sao? Chiến dịch. Xài chiến dịch. Dạ, chiến dịch mình cũng tự chế luôn. Ừ. Kìa có chiến dịch mua kìa mà bằng nhôm đó. Ừ, chỗ này là cái nhà ở của ông Sáu đó hả? Ở này là cái phương tiện đi làm cầu. Ừ. Giống như là mình là cái bậc nhân tài nhưng mà xuống ấy ha. Mình lấy chìa khóa xuống tàu không sao? Dạ dạ dạ. Rồi găng hết dạ. Để có thể mình lên tàu ha. Xuống dưới tới cái cây dầu dưới cái mình mua mới đổ vô mới được. Dạ. Hiện giờ nó còn. Dạ. Ừ. Vậy là mấy em đi luôn ha. Dạ. Xuống đường nào hả chú Sáu? Thì xuống ngay trong chỗ này được, bước xuống cái chỗ ấy đó, bước xuống cái chỗ mà cái bánh xe kìa, bước xuống đó cho nó gần.
rồi mình chui vô đường nào chứ sao? Ừ, qua khoảng giữa để kéo cái cửa khoảng giữa ra. Dạ dạ, chú Sáu xuống đi, buộc dây vô đi. Nay mà anh em mình được đi máy bay nha. Còn cái này là mình có cái hệ thống là tát nước mà bằng cái hệ tự động luôn nè. Dạ. Ủa? Chưa chú Sáu kéo cái mùi hả? Có nước nhiều là nó tự động nó bơm luôn. Nước sơn nó còn mới quá nè. Cái này thì bữa đó mình lắp thêm cái này là nó hơi mềm mềm nè. Lắp thêm lớp nữa cho nó cứng. Không. Để kéo cái được. Ông Sáu, cái năng khiếu mình chế tạo cái này là nó có từ nhỏ hay là mình coi đĩa coi đài này kia mình thích thì mình học hỏi theo ông Sáu? Dạ thì mình cũng có coi mà trên YouTube rồi này kia đó, nhưng mà nó đâu có cái mô hình này nào giống vậy đâu. Dạ. Thì qua cái tạm cao tốc rồi này kia đó thì nó rồi có làm cái gì cano. Dạ. Nó làm cano rồi này kia đó thì nhiều, nhưng mà cái mô hình cao tốc mà nó làm mà khép kính vậy thì giống như mình thì không thấy. Ông Sáu, có lỡ như có người ta nói thì ông này tính toán gì đâu mà 20 mấy chục triệu mình làm được cái nhà mua cái nền này kia nó. Yeah. Nhưng quá, tại sao làm miếng này không Sáu? Thì cái này cái mình đam mê mà, với tạo cái điều kiện phương tiện mình đi lại cho nó an toàn thì nó cũng quan trọng. Dạ. Tránh mưa tránh nắng chú Sáu. Dạ dạ. Đây cái miếng bị tết hoa cái được. Rồi miếng đâu thấy cái cửa đâu mình lấy. Đó, có con cái bị tết này nè. À, bị tết hen. Ừ. Tiếp đậy cái kiến bê ca nè nó dễ bể hả? Nó nắng nó căng. Có gạt nước được đàng hoàng thấy không? Bây giờ là cái mô hình này á, lỡ như bà con xem được đoạn video này, người ta nói là muốn đi du lịch, muốn đi tham quan, người ta mướn ông Sáu này kia, rồi ông Sáu nghĩ sao? Dạ, cũng chở phục vụ luôn. Phục vụ luôn ha. Nhưng mà hiện giờ chưa đăng kiểm được á. Chưa đăng kiểm hả? Ừ, chưa đăng kiểm được á, thì ra là nó cũng hạn chế mình đi trong như trong vùng sâu được. Vùng sông này kia ha. Vùng sâu thôi, đi ra ngoài bị mấy ông giao thông cũng phải căng. Ông Sáu có bằng lái không? Chưa. Được không? Chị nghe trước lâu không có máy nữa. Vì mới chế đây mà giờ có bằng lái rồi đi học hành kia sẽ không có tiền. Phải đúng này mới được. Rồi bây giờ ông Sáu có thể cho đợi một cái giá để bà con ta biết ta mua lại chiếc xe này bán không? Có. Cũng có mà báo giá hôm hỏng á. Dạ. Hôm hỏng thì có thằng ở Bình Dương á. Dạ. Thì mấy em có hỏi thì nói mua phải giá thì cũng bán lại. Ừ, cũng có chia sẻ là cái niềm đam mê cho bà con ấy. Dạ dạ, bán lại kiếm mấy anh đại gia bán lại đang có số vốn đang mà mình sáng tạo cái mô hình khác nữa. Dạ. Nói chung ý tưởng thì ông Sáu có rất nhiều, nhưng mà cái đầu tư thì nó hạn chế, không có kiếm được cái người đam mê giống mình. Rồi mà anh em vô cái ngồi đi. Cái này. Đây. Rồi giờ chạy đi Sáu, lá cậy đẹp mà chứ Sáu.